Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel Chuyện Bên Nôi của tụi mình. Thì tiếp nối theo cái series câu chuyện kích sữa của mình thì bây giờ sẽ là series thứ hai, sẽ là những cái lời khuyên dành cho các mẹ sau khi mình đã kích sữa thành công rồi, thì những cái vấn đề liên quan xung quanh đến cái chuyện mà bảo quản sữa hoặc là trữ đông sữa nó sẽ như thế nào. Thì hôm nay thì mình sẽ giải đáp cũng như tư vấn thêm thông tin cho các mẹ nha. Bắt đầu thôi. Đầu tiên là quá trình bảo quản cái phễu hút sữa này như thế nào. Thì có nhiều mẹ hỏi mình á là mình có cần thiết là sau khi mà mình hút sữa xong thì mình phải đi vệ sinh cái phễu sữa này luôn hay không, thì có cách nào mà nó tiết kiệm được thời gian hay không. Tại vì cứ 3 tiếng mà hút một lần á thì mà mình lại đi rửa rồi xong mình lại sấy thì là rất là mất thời gian. Tại vì một lần là khoảng nửa tiếng đến khoảng 1 tiếng đồng hồ. Thì ở đây á, mình chia sẻ lại cái cách ngày trước mình sử dụng. Đầu tiên á, là một cái phễu nè, sau khi mà mình đã hút sữa xong á thì mình sẽ mở ra thì mình sẽ đậy lại cái bình sữa. Mình ví dụ là đây là hai bình sữa mình đã vắt xong rồi ha, mình sẽ để sang một bên. Còn riêng cái phễu này á thì mình đang có trọn vẹn một cái bộ phễu nè, thì mình mua một cái hộp, mình sẽ để hai cái phễu vào trong đó đó. Sau đó mình sẽ đóng nắp lại. Thì ngày hôm trước á, mình sẽ đóng nắp lại và mình sẽ để trong cái ngăn mát. Và cứ 3 tiếng sau thì mình sẽ mở ra và mình sẽ gắn lại với một cái bộ bình mới, bộ bình sữa mới, để mình sẽ tiếp tục vắt luôn. Riêng đối với các mẹ á, mà giai đoạn mà mình mới vắt sữa á, thì sữa mình bị đặc á, còn đặc quá. Thì sau khi hút xong á, nếu mà mình để như vậy á, thì nó sẽ bị dính lại cái phần này nè. Thì ở cái lần mà mình hút sâu á, thì sữa khi mà xuống á, nó sẽ bị nghẽn ở đây, hoặc là có sữa nó động á, thì nó sẽ động ở đây thì gây tắc cái phần phễu này. Cho nên á, một lưu ý là nếu mà các mẹ tự cảm thấy cái cơ địa của mình á, sữa đặc á, thì các mẹ sau khi hút xong thì mình sẽ tráng sơ bằng nước ấm để cho đảm bảo là cái phần này nó được thông tắc. Sau đó thì các mẹ hãy bỏ vào một cái hộp nhựa. Ở đây á, thì mình mua cái hộp nhựa, nhưng mà trước khi mình mua được cái hộp nhựa thì mình đã có dùng cái túi zip á, cho nên các mẹ vẫn có bỏ nguyên cái bộ này vô túi zip cũng được, miễn sao á là vật dụng mà hút sữa của các mẹ nó sẽ không được để ở bên ngoài không gian ở tủ lạnh, thì nó sẽ bảo đảm là tiệt trùng. Thì còn riêng về hai cái hộp sữa này, sau khi mà mình đã vắt xong á thì mình cũng sẽ để vào ngăn mát của tủ lạnh. Mình sẽ để vào hai cái phần này vào ngăn mát. Thì ở lần hút sau thì mình sẽ dùng hai cái bình khác để mình tiếp tục dùng với cái phễu này. Còn hai hộp này mình vẫn sẽ để vào cái ngăn mát của tủ lạnh. Thêm nữa, một cái lời khuyên cho các mẹ là một lần á mình sử dụng như vậy á, tối thiểu luôn á là các mẹ nên để quá lắm là một ngày thì mình sẽ đi vệ sinh nó một lần. Tốt nhất á là các mẹ nên sử dụng từ 2 đến 3 lần thôi, sau đó là mình sẽ đi vệ sinh. Thì nó sẽ bảo đảm cho bé không có bị bệnh gì liên quan đến đường ruột của bé hết. Vậy là cái giai đoạn mà mình bảo quản cái phễu đã xong rồi. Thì bây giờ tiếp theo nữa là sữa sau khi vắt thì mình sẽ bảo quản như thế nào. Thì bây giờ Linh sẽ hướng dẫn cho mọi người luôn nha. Rồi nha, ở đây lấy ví dụ là đây là hai hộp sữa, đây là hai bình sữa mà Linh đã vừa vắt xong. Thì Linh sẽ bỏ hai bình sữa này vào ngăn mát của tủ lạnh. Thì hai cái bình sữa này á, tùy các mẹ, nếu mà bình của mình á đã mỗi bình á, dung tích mỗi bình đã có đủ cho bé sử dụng một lần á, thì lần sau nếu mà bé đòi bú á, các mẹ chỉ cần lấy một bình ra và mình sẽ tiến hành hâm nóng, thay cái núm vào thì mình sẽ cho bé bú luôn. Còn nếu mà đối với các mẹ mà số lượng lần bú của bé nó sẽ thấp hơn á, thì mình phải dùng một cái loại bình khác để mình trữ. Lấy ví dụ như là ở đây nè, dung tích của một bình này là 150, mà ví dụ là đợt đó Khôi nhà Linh nó chỉ bú có một lần có 50 thôi, thì sau khi hai bình này Linh bỏ vào tủ cho cùng nhiệt độ khoảng 1 tiếng đồng hồ thì Linh sẽ mở từng cái ra, Linh sẽ bỏ phần dư vô. Linh lấy ví dụ là mỗi bình ở đây á là 150 hết nha, thì Linh sẽ phải bỏ bớt 100ml vô đây. Ngoài ra nếu mà các mẹ nào kỹ á, thì sau khi mà sữa mình hút xong á, mình bỏ vào hộp này rồi á, đóng nắp rồi, thì mình vẫn có thể á, dùng hộp nhựa đậy nắp lại và bỏ vào cái ngăn mát, thì nó sẽ bảo đảm là cái quá trình là tiệt trùng của sữa và sữa sẽ không có bị nhiễm khuẩn trong tủ lạnh. Rồi sau một ngày á, theo nguyên tắc á, là các mẹ hay đọc là sữa mà mình để trong ngăn mát sau khi vắt á,
thì mình sẽ sử dụng được trong vòng là 48 giờ lận, từ 24 tới 48 giờ lận. Nhưng mà lời khuyên của Linh đó là các mẹ nên trữ lại, và mình sẽ trữ đông một lần vào cuối ngày thì nó sẽ bảo đảm là cái lượng sữa nó vẫn tốt hơn là mình đợi tới 2 ngày. Thì ngày trước á, Linh sẽ sử dụng những cái túi trữ sữa giống này nè. Thì túi này á, thì nó sẽ có dung tích là hơn 300 ml lận, cho nên là Linh cứ quan niệm á, là cứ đầy lên khoảng 300 ml thì Linh sẽ đổ vừa vào một cái túi, thì sẽ zip cái túi lại và tiến hành trữ đông. Rồi, đối với sữa sau khi hút xong á, mình bỏ vô túi trữ đông như vậy rồi á, phải các bạn lưu ý là phải bóp hết không khí, đẩy hết không khí ra ngoài. Thì kinh nghiệm của Linh á là mình sẽ, đây là Linh đang ví dụ là đang ở trong cái tủ trữ đông nha, thì Linh sẽ có một cái khay như vậy nè. Thường á là túi sữa xong á thì Linh sẽ để nằm ngang vậy. Thì khi mà nó đông lại nó sẽ như vậy, nó tiết kiệm rất là nhiều diện tích. Thì cứ sau một ngày á, Linh 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 hút á, thì Linh sáng hôm sau thì nó đã đông như vậy rồi, Linh sẽ để dọc lên. Tương tự á, nếu ngày hôm sau á thì như vậy, cũng như vậy luôn, Linh sẽ để như vậy. Linh sẽ để, thì Linh sẽ để cứ khoảng lâu lâu khoảng là 10 túi á, khoảng 10 túi thì Linh sẽ để nó vào một cái túi zip giống như vậy. Thì Linh sẽ cũng vẫn để theo đúng chiều của nó luôn. Đây. Khoảng 10 túi thì Linh sẽ zip lại một lần. Và Linh sẽ ghi lại. Và Linh sẽ để ngày tháng ở trên đây. Ghi ngày tháng lên. Thì trong tủ đông á, thì Linh sẽ để là ngày tháng, thì những cái nào mà ngày ngày xa thì Linh sẽ để phía trước. Ha, ngày xa thì Linh sẽ để phía trước, thì để Linh sẽ sử dụng nó đầu tiên luôn. Còn những ngày nào mới Linh sẽ để phía sau. Mỗi lần á Linh sử dụng á, như hiện tại Linh đang rã đông cho sữa cho Khôi á, thì mỗi lần á thì Linh sẽ đổ hết luôn một cái túi ra ngoài. Một cái túi ra ngoài, ví dụ là Linh thấy là Linh biết là sữa của Linh á là Khôi đang bú tới ngày 21 tháng 5 rồi nè. Bây giờ tháng 10 thì Khôi đang bú đúng theo cái tiến độ, không có bị trễ quá. Thì Linh sẽ để là từ ngày 20 mấy tháng 5, 21 tháng 5. Đó, Linh sẽ để theo cái ngày. Thì cứ mỗi lần mà Linh mà lấy sữa ra trữ đông á, thì Linh sẽ lấy cái nào mà ngày nào mà xa á, thì Linh sẽ lấy trước. Linh sẽ để vào một cái khay như luôn. Cứ xa thì Linh sẽ đi rã đông trước. Thì về cách rã đông á, để Linh kiếm cái nào mà xa ở đây. Rồi, về cách rã đông sữa thì như sau nha. Vẫn là một cái hộp đó, vẫn là cái hộp nhựa này. Thì mỗi lần á, buổi sáng á, trước khi Linh đi làm á, thì Linh để cho ở nhà Khôi cho 300 á, thì Linh sẽ để sẵn 2 đến 3 túi như vậy. Thì tới tầm trưa á, thì bà Khôi đã có thể cho Khôi bú vào những cái sữa này rồi. Thì ưu điểm của những cái lần mà Linh để túi trữ ngang á, là thứ nhất á, là cái diện tích của nó mỏng như vậy nè, thì mình sẽ rất cực kỳ dễ để mình rã đông ha, rã đông cực kỳ dễ dàng luôn đó, thì nó sẽ rã đông rất là nhanh. Thêm nữa là khi mà nó mình khi mà mình đang trữ đông á, mình để trong một cái túi á, mình sẽ tiết kiệm được diện tích rất là nhiều trong cái túi, trong cái tủ trữ đông của mình. Thì thường á, những cái túi trữ sữa thì khi mà Linh biết đến cái nhãn hiệu này rồi á, thì Linh đã sử dụng xuyên suốt nó luôn, vì lý do là nó có tới 2 cái đường zip, cho nên là khi mà Linh để cái nó nằm ngang á, tủ sữa nằm ngang á, thì nó hoàn toàn là không có bị đổ ra ngoài. Nó sẽ đảm bảo hơn là những cái túi mà chỉ có một cái đường zip thôi. Đối với những cái sữa mà trữ đông như vậy, rã đông như vậy á, thì mình sẽ sử dụng trong vòng 24 giờ kể từ cái lúc mà mình rã đông nó. Thì thường á là ba Khôi á sẽ cho uống một lần một túi nè, là đúng một cử của Khôi luôn. Thì cái này cũng là cái điểm lưu ý cho các mẹ luôn á, là mỗi lần mà mình trữ đông á thì mình nên trữ theo đúng cái lượng mà Khôi bú. Linh lấy ví dụ là cái túi này nè, nó có thể trữ được maximum là 350 luôn á, nhưng mà Linh chỉ để khoảng 200, 250 thôi để bảo đảm là Khôi uống hết trong 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 một một lần mình rã đông luôn, thì nó sẽ ok hơn. Và đó là cái chia sẻ của Linh về ba cái phần mà các mẹ sau khi kích sữa mình sẽ quan tâm. Thứ nhất á, là về vệ sinh của cái phễu sữa sau khi hút như thế nào. Thứ hai á, là cách bảo quản sữa sau khi vắt và cho bé bú như thế nào. Cái thứ ba á, là cách bảo quản và rã đông sữa.
Thì ba cái phần này á, nó sẽ rất là quan trọng đối với các mẹ trong suốt cái thời kỳ chăm con bằng sữa mẹ luôn. Cho nên là nếu mà các mẹ có thêm thắc mắc gì á, hãy comment bên dưới để Linh có thể là chia sẻ thêm những cái kinh nghiệm, hoặc là Linh có thể từ đó tham khảo thêm để làm giàu kinh nghiệm nuôi con của mình nha. Và đừng quên like và share kênh YouTube của tụi mình. Bây giờ thì chào.